Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Chương 3901, Đế Linh Thảo. Ngươi xác định trong này có Đế Linh Thảo? Trương Huyền nhíu mày. Vết nứt không gian trước mắt, so với trước đó thấy qua thì đáng sợ hơn nhiều, ở dưới bão táp, vật chất không ngừng phai mờ, thả ra hào quang bảy màu tựa như cực quang. Loại địa phương này, thần vương phong hào cũng không thể đi vào, Đế Linh Thảo chẳng qua là một loại dược liệu, thật có thể sống sót. Xác định. Ngao Phong gật đầu nói. Linh khí thủy triều, hết thảy tới qua 4 lần, ta cũng đã tới nơi này 4 lần, dù không được bảo vật quá lợi hại, nhưng không có nhàn rỗi, hết sức quen thuộc địa hình nơi này, lúc này mới có thể trực tiếp dẫn người tìm kiếm địa tạng linh dịch, mà không phải trước đi dò xét. Trương Huyền gật đầu. Trước đó hắn liền nghi hoặc, có nhiều huyễn linh bảo vệ như vậy, vì sao vị này có thể xác nhận địa tạng linh dịch ở trong khe núi, nguyên lai mấy lần trước đã tới qua, chỉ là thực lực không đủ, lấy không được mà thôi. Mấy lần trước tới, khe hở này còn không có lớn như hiện tại, thỉnh thoảng còn có thể xuyên thấu qua không gian rách nát nhìn thấy tình cảnh bên trong, mà bây giờ, thật giống như không quá ổn định. Ngao Phong nhíu mày. Không ổn định. Vết nứt không gian này, trước đó không có lớn như vậy, cũng không có nóng nảy như vậy, cho dù là ta cũng đi vào qua, chỉ là không lấy được Đế Linh Thảo mà thôi. Không nghĩ tới 10 năm không gặp, nơi này biến hóa lớn như vậy. Ngao Phong giải thích. Trương Huyền cau mày. 10 năm trước hắn chưa từng tới nơi này, không biết tình huống cụ. Thể. Bất quá biến thành như vậy, cho dù là hắn cũng không dễ vào. Quay đầu nhìn về phía nữ hài bên người. Có thể định trụ nơi này hay không? Trước mắt không gian hỗn loạn, cho dù linh hồn hắn tiến bộ không ít, nhưng muốn xông vào cũng rất khó làm được. Phương pháp duy nhất có thể nghĩ tới, chính là mượn tay nữ hài này. Tính không châu, có thể định trụ không gian, dù khí lưu trước mắt hỗn loạn, hẳn là cũng có thể làm được. Có thể, chẳng qua thời gian sẽ không quá dài. Lạc Thất Thất liếc mắt nhìn, nói. Đại khái bao lâu? Nhiều nhất 20 cái hô hấp. Trong lòng Lạc Thất Thất tính toán một chút. Đủ rồi. Trương Huyền khẽ mỉm cười. Ta tranh thủ trong 20 cái hô hấp, mang Đế Linh Thảo đi ra. Tốt. Lạc Thất Thất lên tiếng, chẳng muốn phí lời, thân thể nhảy lên, đi tới trước vết nứt không gian, nhẹ nhàng vụt qua, thuế biến thành một hạt châu tròn xoe. Vù. Thanh âm trầm thấp vang lên. Trước đó vết nứt không gian khí lưu cuồn cuộn lập tức ổn định, quang mang thất thải cũng giống như dừng lại trên không trung, không nhúc nhích. Cái này, Ngao Phong nháy mắt, suýt chút nữa sợ tới mức hộc máu. Trước đó vẫn cho rằng cô gái này là thần vương phổ thông, không đáng để lo, hẳn là đi theo sau lưng Cửu Thiên Phong Vương, đánh đấm giả bộ cho có khí thế, không nghĩ tới vừa ra tay mạnh mẽ như vậy. Mặc dù hắn là thần vương phong hào cũng không làm được điểm ấy. Nói cách khác, chính diện đối chiến mà nói, cho dù đối phương chỉ là thần vương phổ thông, bản thân khẳng định cũng không phải đối thủ. Không hổ là Cửu Thiên Phong Vương, bên cạnh tùy ý một cái, cũng không phải đơn giản như vậy. Hô, thấy Lạc Thất Thất định trụ không gian, Trương Huyền thẳng tắp vọt vào khe hở. Thất thải quang mang dừng lại xẹt qua ở trước mắt, ánh mắt Trương Huyền như điện, nhìn lại bốn phía. Cái khe hở này ngay ở trên phiến đại lục, vốn chỉ là một địa phương nguy hiểm bình thường, hiện tại xem ra, tựa hồ muốn xé rách toàn bộ đại lục. Không đúng, vẫn là cỗ lực lượng kia. Phi hành một hồi, lông mày Trương Huyền nhíu lại. Ở chỗ sâu phun trào một cỗ lực lượng khổng lồ, thật giống như tăng lớn khe hở, mà cỗ lực lượng này, là hoàn toàn tương đồng ở khe núi và trong hố sâu dưới Linh Nguyên Thành. Chân khí thiên nhược hữu tình bảo vệ thân thể, Trương Huyền ngừng lại. Cách đó không xa, trong khe hở đen như mực, quả nhiên thấy được 3 cây Đế Linh Thảo đang lơ lửng ở trong đó, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đêm tối nuốt mất. Từng đạo không gian vỡ vụn lướt qua, liền bị Đế Linh Thảo thôn phệ, cành lá trở nên càng thêm yêu diễm. Truyền thuyết Đế Linh Thảo hấp thu vết nứt không gian mà sinh tồn, ẩn chứa lực lượng không gian mạnh mẽ, quả nhiên là thật. Ánh mắt Trương Huyền nghiêm nghị. Đế Linh Thảo cũng không phải thôn phệ linh khí sống sót, mà là một loại dược vật đặc thù ký sinh ở trong không gian, lấy thôn phệ không gian rách nát sinh tồn. Cảm giác những Đế Linh Thảo này là có người cố ý gieo xuống, dùng để vững chắc vết rách này.
Nhìn một hồi, Trương Huyền cau mày. Khe hở này, do lực lượng đặc thù có thể hóa giải thiên đạo chân khí căng ra, không ngừng xé rách ra phía ngoài, dưới tình huống bình thường, sẽ càng lúc càng lớn, không chống được bao lâu sẽ xé đại lục thành hai nửa, thậm chí ngang qua thủy triều hải. Nhưng ba cây đế linh thảo này, thoạt nhìn đang hấp thu không gian rách nát sinh trưởng, cũng đang phá hoại, trên thực tế rễ cây gắt gao tụ. Lại không gian, hơn nữa hấp thu bộ phận vỡ vụn, để khe hở không lớn thêm, phá hoại không có triệt để như vậy. Nếu như nói thứ này là trong lúc vô tình sinh ra, làm sao lại trùng hợp như vậy? Nhưng muốn nói có người cố ý gieo xuống, đế quân không cách nào đi vào thủy triều hải, thần vương phong hào phổ thông là không làm được. Kéo kẹt, kéo kẹt. Đang suy tư, liền cảm thấy khe hở phát ra tiếng vang nặng nề, dường như Lạc Thất Thất sắp không kiên trì nổi. Không thể chậm trễ. Thần sắc Trương Huyền cứng lại. Lạc Thất Thất chỉ có thể kiên trì 20 cái hô hấp, đi vào đến bây giờ, thời gian đã qua hơn phân nửa, nhất định phải nhanh lựa chọn. Đi vào nơi này mục đích là mang ba cây đế linh thảo đi, nhưng tận mắt nhìn thấy mới phát hiện, bọn chúng khống chế khe hở để nó đừng biến lớn. Một khi lấy đi, vết nứt không gian trước mắt nhất định bao phủ bốn phía, cắt đại lục ra là việc nhỏ, làm không cẩn thận sẽ cắt toàn bộ thủy triều hải, thậm chí thần giới cũng có thể gặp được nguy hiểm. Mà không lấy, nhìn bộ dạng của đế linh thảo cũng không kiên trì được bao lâu, không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất mộ, hai tháng, khe hở. Cũng sẽ tăng lớn, cuối cùng dẫn đến toàn bộ thủy triều hải sụp đổ. Có khả năng đây là lần linh khí thủy triều cuối cùng. Một ý nghĩ xông ra. Trước đó nghe những người khác nói, 10 năm một lần linh khí thủy. Triều, liền cho rằng khẳng định sẽ một mực duy trì, vì thần giới cung cấp tài nguyên, để nhiều người mạnh hơn nữa. Hiện tại xem ra, không có đơn giản như vậy. Linh khí là có số lượng nhất định, thủy triều hải này cũng không ổn định như trong tưởng tượng, một khi phá hoại, không chỉ linh khí thủy. Triều hoàn toàn biến mất, thần giới cũng sẽ bị thương nặng. Thương vong không biết bao nhiêu. Khó trách Lạc Nhược Hy và Khổng Sư nhất định phải tranh đoạt thiên mệnh. Còn nghĩ chỉ cần không đột phá đế quân, chẳng phải không cần tranh đoạt thiên mệnh, không cần tranh đoạt thiên đạo, sẽ không xuất hiện cục diện sinh ly tử biệt. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là quá nông cạn. Thiên đạo vận chuyển, sẽ không căn cứ người khôn vặt mà ngừng, một mực không đột phá, thủy triều hải bị xé nứt, thần giới xuất hiện biến cố lớn. Làm người phát ngôn của thiên đạo, sẽ đứng mũi chịu sào nhận nguy hiểm trước nhất. Làm không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu. Nói cách khác, không tranh thiên mệnh, cũng không có phương pháp an nhàn, không tranh, khả năng chết càng nhanh, tranh giành, ngược lại có một chút hy vọng. Chương 3902, bị người nhanh chân đến trước. Có thể kiên trì nhiều 1-2 tháng cũng đủ. Rõ ràng điểm ấy, Trương Huyền không hái đế linh thảo, mà quay người lui về phía sau. Đi tới trước mặt Tĩnh Không Châu. Ra ngoài đi. Ta còn chịu đựng được, mau lấy dược liệu. Một thanh âm tràn đầy lo lắng. Tới đây mục đích là vì lấy dược liệu, vì sao không làm? Không cần. Nhẹ nhàng vạch một cái, thân thể Tĩnh Không Châu chấn động, khôi phục hình dáng nữ hài, Trương Huyền lôi kéo bay tới đằng trước, sau lưng vết nứt không gian bắn ra, tựa như tỏa ra vô số pháo hoa. Vì sao? Lạc Thất Thất không hiểu. Tu vi dùng những vật khác cũng có thể tiến bộ, mà thần giới. Chỉ có một. Trương Huyền lắc đầu. Đế Linh Thảo, tuy là vật hắn muốn, lại không phải nhất định cần. Đột phá đế quân, có thể tìm tài nguyên khác, không cần thiết bỏ gốc lấy ngọn, uống rượu độc giải khát, trước hết để cho Thủy Triều Hải sụp đổ. Thủy Triều Hải sụp đổ, thần giới tất nhiên sẽ bị liên lụy. Mặc dù mới tới đây hơn một tháng. Tình cảm không sâu, nhưng trơ mắt nhìn hàng tỷ người trôi giạt khắp nơi, cửa nát nhà tan, tuyệt không phải ước nguyện của hắn. Cuối cùng cũng có chút hiểu Khổng Sư và Lạc Nhược Hy. Gánh vác sứ mệnh, thân bất do kỷ. Vậy chúng ta đi đâu tìm bảo vật thích hợp? Lạc Thất Thất tràn đầy lo lắng nhìn qua. Tu vi của ngươi cũng phải nhanh tiến bộ. Tuy nàng có rất nhiều lời không nói, nhưng một đường đi theo đến, rất nhiều sự tình của Trương Huyền nàng đều biết rõ ràng. Dù không rõ thiên đạo chi tranh, cũng hiểu được có cái gì đang truy đuổi thanh niên trước mắt, nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện, một bước cũng không dám ngừng lại, nếu không vô cùng có khả năng thân tử. Đạo tiêu. Hắn không nói,
bản thân liền không hỏi. Chỉ có thể canh giữ ở bên cạnh. Luôn có thể tìm tới. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy ra một viên đan dược đưa tới. Trong chữ vật giới chỉ của Hồ Kiêu ẩn chứa hơn 10 viên thần nguyên đan tuyệt phẩm, sau khi rót vào chân khí thiên nhược hữu tình, sẽ thành thuốc chữa thương tốt nhất. Nữ hài vì vững chắc vết nứt không gian, tiêu hao rất nhiều, bị nội thương, dùng cái này có thể bù đắp. Ta còn biết mấy chỗ ẩn giấu dược vật có thể để cho đế quân tiến bộ, có thể mang các ngươi đi qua. Ngao Phong đi tới trước mặt. Trương Huyền gật đầu. 4 lần linh khí thủy triều, mỗi một lần thần vương phong hào đều sẽ đi vào, cho dù lấy được bảo vật thua xa đệ tử Khổng Sư, cũng phát hiện qua không ít. Có hắn dẫn đường, quả nhiên dễ dàng hơn không ít, rất mau tới chỗ một loại bảo vật khác ẩn tàng. Ngọ Dạ Hoa, truyền thuyết thời điểm ở thần giới, chỉ khoảng nửa đêm trăng tròn nở rộ, hấp thu tinh hoa mặt trăng mấy ngàn năm mới có thể sinh ra một gốc, thủy triều hải khác biệt thần giới, nhưng đóa hoa này cũng cần 10 năm mới có thể nở rộ một lần. Lần trước khi ta tới, ngay ở trong này. Ngao Phong chỉ về phía trước. Trương Huyền nhìn lại, là một hạp gốc tĩnh mịch, giống như khe núi trước đó, ẩn giấu vô số thảo mộc chi linh có thể so với thần vương. Vào xem. Ngụy trang chi khí vận chuyển, Trương Huyền tiến vào bên trong, một lát sau cau mày bay ra. Đã bị người khác lấy mất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn tình huống bên trong, quả thực có ngọ dạ hoa mà đối phương nói tới, nhưng mình thật giống như tới chậm, bảo vật đã bị người khác lấy đi. Chẳng lẽ cũng có người tập hợp rất nhiều thần vương? Ngao Phong ngẩn ngơ. Vì tìm kiếm địa tạng linh dịch, hắn tập hợp hơn 10 vị thần vương, triệu hồi ra bản thể, bản thân bị trọng thương, cũng không có thành công. Vị trí của ngọ dạ hoa, thảo mộc chi linh càng nhiều, nguy hiểm càng lớn. Lại bị người lấy đi, chẳng lẽ là vị thần vương nào tập kết cao thủ? Nhiều hơn nữa. Dù sao không phải người nào cũng có thực lực nghịch thiên như vậy. Không có tập kết thần vương, hẳn là lẻ loi một mình, lặng lẽ mang dược liệu đi, những thảo mộc chi linh kia thậm chí còn không có phát giác. Trương Huyền nói, tiến vào bên trong, hắn cẩn thận quan sát, nếu như trải qua chiến đấu, tất nhiên sẽ có dấu vết, lúc này bên trong dấu vết gì cũng không có, rất rõ ràng không phải ngạnh xông, có lẽ giống như bản thân, lặng yên không tiếng động đi vào, lại lặng yên không tiếng động rời đi. Bản thân có ngụy trang chi khí, có thể để cho thảo mộc chi linh khó mà phát hiện, đối phương dựa vào cái gì. Vậy tới chỗ khác, ta biết có một chỗ ẩn chứa tịch tinh thiết, thứ này có thể luyện chế vũ khí cho đế quân sử dụng, hỏa diễm phổ thông thiêu đốt không được, mai táng ở trong dung nham cách nơi này không xa. Nếu đồ vật đã bị lấy đi, cũng không có gì có thể lưu luyến, Ngao Phong nói tiếp. Đi qua nhìn một chút. Trương Huyền gật đầu. Dù trước mắt hắn không thiếu hụt vũ khí, nhưng có thứ này, hoàn toàn có thể tìm đế quân khác đổi lấy tài nguyên có thể thăng cấp tu vi. Xé rách không gian, cấp tốc bay đi, mấy chục cái hô hấp sau, ba người đi tới chỗ dung nham mà Ngao Phong nói. Chân khí hộ thể, Trương Huyền dùng trường kiếm phá vỡ dung nham nóng bỏng, thời gian không dài, lần nữa trở lại trước mặt hai người. Người nói tịch tính thiết kia, cũng bị người cầm đi. Không thể. Ngao Phong khó tin. Dung nham trước mắt nhiệt độ cao, vũ khí thần vương rơi vào trong đó sẽ lập tức hòa tan, cho dù là hắn cũng không dám xâm nhập. Người nào có thể lặng yên không một tiếng động lấy đồ vật đi, một chút dấu vết cũng không lưu lại. Người còn biết bảo vật gì? Biết thủy triều hải tồn tại thời gian không dài, liên tục 2 lần vồ hụt, Trương Huyền nhíu mày, tiếp tục hỏi. Còn có một chỗ, nắm giữ một khối thiên thạch vũ trụ, lúc trước đệ tử của Thiên Túng Đại Đế. Ba vị phong hào đi qua cũng không lấy đi được, lần trước khi ta tới vẫn còn. Nghĩ đến phút chốc, Ngao Phong nói. Liên tục 2 lần, đã để hắn có chút không tự tin. Dẫn ta nhìn một chút, Trương Huyền gật đầu. Ba người tiếp tục đi, rất mau đến trước mặt, là một băng sơn to lớn, hàn khí bức người, thần vương phổ thông đi tới trước mặt, chân khí trong cơ thể cũng sẽ bị cóng đến ngừng vận chuyển. Nơi này hẳn là không người có thể trải qua. Lạc Thất Thất gật đầu. Chỗ băng hàn như vậy, ngay cả nàng cũng khó đi vào, chớ nói chi là thần vương khác. Cho dù là đến phong hào, cũng làm không được. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi qua nhìn một chút.
chân khí thiên nhược hữu tình vận chuyển, thích ứng khí lưu băng hàn, Trương Huyền bay vào. Không đến 10 phút, lần nữa cười khổ bay ra. Thật giống như cũng đã tới chậm. Trong băng sơn càng thêm băng hàn, cho dù là hắn cũng tiêu phí không ít đánh đổi mới đi vào tận cùng, nhưng không thấy thiên thạch vũ trụ mà Ngao Phong nói, nhìn dấu vết, đã bị người nhanh chân đến trước. Liên tục 3 chỗ, đều bị người đuổi ở phía trước, lấy bảo vật đi, để hắn đi vào thủy triều hải mấy canh giờ một mực trống không, cái gì cũng không tìm tới, đến cùng là ai tốc độ nhanh như vậy, thực lực mạnh như. Vậy, người có biết thần giới gần đây sinh ra nhân vật lợi hại gì không? Trương Huyền nhìn không được, quay đầu nhìn về phía Ngao Phong, mở miệng hỏi. Chương 3903, Đế Tuyệt Đan. Bất luận Ngọ Dạ Hoa, Tịch Tĩnh Thiết hay Thiên Thạch Vũ Trụ, chỗ sinh ra đều không phải thần vương phong hào phổ thông có thể đi vào hơn. Nữa thu hoạch, nếu không khẳng định không tới phiên hắn đến thăm dò, Ngao Phong ở trước thời hạn liền lấy đi. Dù vậy vẫn bị người nhanh chân đến trước, chẳng lẽ thần giới trừ mình, lại sinh ra nhân vật lợi hại gì? Mới có thể đuổi ở trước bản thân động thủ. Ngao Phong sửng sốt một chút nói. Bởi vì Thiên Túng Đại Đế quật khởi, tất cả đế quân đều vô cùng coi trọng lần linh khí thủy triều này, không tiếc tiêu phí vô số đại giới, bồi dưỡng người có thiên phú có tiềm lực, dù sao theo ta được biết, Vân Ly Thiên chúng ta liền bồi dưỡng 3 vị cường giả, mượn thời không kính thay đổi thời gian, tiến bộ rất nhanh, trước khi thủy triều hải mở ra đã thành công phong hào. Từng cái thực lực không kém gì ta, thậm chí còn hơn. Ồ, Trương Huyền cau mày, chẳng lẽ 9 đại đế quân cũng biết đây là lần linh khí thủy triều cuối cùng? Lúc này mới không tiếc tiêu phí vô số đại giới. Tràn đầy nghi ngờ nhìn qua. Ngươi nói 3 vị này, tên gọi là gì? Khổng Thi Giao, Lưu Dương, còn có một vị gọi, Trương Cửu Tiêu. Suy tư phút chốc, Ngao Phong nói. Bọn họ, Trương Huyền ngẩn ngơ. Học sinh bị mấy vị đế quân mang đi, hắn một mực rất lo lắng, chỉ biết là sống rất tốt, thoáng có chút yên tâm, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Vậy mà tất cả đều đạt đến phong hào. Tốc độ tu luyện cũng quá nhanh đi. May mắn bản thân cũng đạt tới loại cảnh giới này, nếu không một khi gặp, ngay cả thực lực của học sinh cũng không bằng, vậy sẽ rất xấu hổ. Đúng vậy, không chỉ chúng ta, canh Kim Thiên cũng bồi dưỡng ra một vị thần vương phong hào lợi hại, gọi Triệu Nhã. Một thân tu vi sâu không lường được, Liệt Dương Thiên cũng bồi dưỡng được một vị gọi Trịnh Dương, trường thương kích không, khí phách vô song. Càn Khôn Ma Đế dường như cũng có một vị gọi Lộ Xung thần vương phong hào rất lợi hại, không yếu hơn ta. Linh Lung Thiên là Vương Dĩnh, Ngụy Như Yên, Huyền Minh Thiên là Viên Đào, Thiện Hiểu Thiên cùng Bạch Nguyễn Khanh. Những thần vương này, đều là các đế quân vừa mới bồi dưỡng, tuy là nhân tài mới xuất hiện, nhưng thực lực lại không thể. Khinh thường, so với chúng ta chỉ mạnh không yếu. Không nhìn ra biểu lộ không đúng của hắn, Ngao Phong ngưng trọng giải thích. Ngươi nói có thể là bọn họ trước thời hạn cướp đi những bảo vật này hay không? Cái này, Trương Huyền cười khổ. Vừa nói như vậy, ngược lại thật có khả năng. Thực lực của phong hào khác như thế nào, hắn không rõ ràng cũng không biết, nhưng những đệ tử này của mình, nếu thật đến phong hào. Mượn thiên đạo công pháp bản rút gọn và cơ sở trước kia rèn luyện, sức chiến đấu tuyệt đối cao nhất cùng cấp bậc. Thậm chí học sinh của Khổng Sư, thời điểm bằng chừng ấy tuổi cũng chưa chắc có thể chống lại. Cũng không phải thủ đoạn dạy học sinh của hắn cao minh hơn Khổng Sư, mà là hai người trưởng khống thiên đạo khác biệt. Thiên đạo hữu tự, nhiều nhất là sửa sang lại trật tự, để tu luyện giả có thể đạt được thời gian tu luyện nhiều hơn nữa, nhưng thiên đạo hữu khuyết là thực sự chỉ điểm thiếu hụt, hơn nữa tiến hành sửa lại, có thể. Nhằm vào vấn đề, giải quyết vấn đề càng tốt. Bọn họ mỗi một cái đều rất cường đại. Đơn độc một hai người thì thôi, một khi trước thời hạn liên hợp, muốn cướp đoạt trở về, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Tuy tiền bối ngươi là Cửu Thiên Phong Vương, nhưng ta đề nghị đừng tới liều. Sợ vị trước mắt này chạy tới cướp đoạt, Ngao Phong mang theo lo lắng nhắc nhở. Cửu Thiên Phong Vương là mạnh mẽ, nhưng những người kia từng cái thực lực không tầm thường, một khi liên thủ, lại phối hợp thêm bảo vật của đế quân, mạnh hơn cũng khó mà chống lại. Sở dĩ đệ tử Thiên Túng Đại Đế mạnh mẽ, tung hoành thủy triều hải, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cái này, thực lực cá nhân mạnh mẽ. Không nói, càng quan trọng hơn là phối hợp ăn ý, liên hợp cùng một chỗ,
chỉ cần không phải đế quân tự mình giáng lâm cũng không thể làm gì, huống chi bọn họ. Liều. Thấy hắn lo lắng cái này, Trương Huyền cười lắc đầu, cũng không vạch trần. Hẳn là sẽ không. Dù đây đều là học sinh của hắn, nhưng có thể đi tới một bước này, phần lớn đều là công lao của đế quân khác, lại thêm hắn làm người khiêm tốn, vẫn là không nói cho thỏa đáng. Nếu không bị đế quân khác biết, vì mình làm quần áo cưới, đối với rất nhiều học sinh cũng có ảnh hưởng không tốt. Lão sư vẫn phải vì học sinh suy tính một chút. Trừ mấy chỗ này, theo người biết, còn có bảo vật lợi hại gì không? Mấy chỗ bảo vật đều bị người trước thời hạn lấy đi, bất kể có phải là đệ. Tự mình làm hay không, thì tiếp tục dầu dĩ cũng không có ý nghĩa gì, Trương Huyền nhìn qua lần nữa. Thủy triều hải vô cùng to lớn, hiện tại lại đi tìm mà nói, không biết năm nào tháng nào, chỉ có thể hỏi thăm người có kinh nghiệm. Ngao Phong này, hắn thấy tu vi cũng không thế nào, nhưng có thể trải qua 4 lần thủy triều hải mà không vẫn lạc, nhất định có năng lực hơn người. Còn có một chỗ cuối cùng. Ngao Phong suy tư một chút, chậm rãi nói. Hẳn là bảo bối lợi hại nhất ta gặp qua, cường giả đế quân đạt được cũng có thể tiến thêm một bước, chỉ là thực lực của ta căn bản không có cách nào đạt được, chỉ có thể nhìn. Có thể để cho đế quân tiến thêm một bước, thứ gì? Trương Huyền sững sờ, mắt sáng rực lên. Bảo bối có thể để cho đế quân tiến thêm một bước, ở thần giới tuyệt đối có thể để cho vô số cường giả điên cuồng. Mắt Ngao Phong sáng lên. Đế tuyệt đan. Đế tuyệt đan. Trương Huyền nghi hoặc. Trước đó nhìn qua thư tịch, cũng không có thứ này ghi lại, rất rõ ràng, không giống như là dược liệu. Là một viên đan dược đế cấp. Ngao Phong gật đầu. Đan dược, nơi này tại sao có thể có đan dược? Trương Huyền không hiểu. Thủy Triều Hải là chỗ hỗn loạn, không có người ở, tại sao có thể có đan dược, hơn nữa còn là đế cấp. Theo như truyền thuyết, là lúc trước thời điểm Thiên Túng Đại Đế còn không có trở thành đế quân, đi vào Thủy Triều Hải, dựa vào luyện đan thuật siêu cường luyện chế ra. Lúc ấy luyện chế 2 viên, viên thứ nhất bị nuốt, thành công phá cảnh, bởi vì thời điểm đột phá gặp thiên kiếp. Thủy Triều Hải phản phệ, dung chuyển quá lớn, để viên đan dược này trốn. Về sau Thiên Túng Đại Đế từng phái đệ tử tới tìm kiếm, nhưng trước sau không cách nào thành công, nó cũng một mực ở lại chỗ này, mặc dù không có thực lực đế quân chân chính, nhưng tuyệt đối vượt qua nửa bước đế quân, không phải thần vương phong hào phổ thông có thể chiến thắng. Ngao Phong giải thích nói, Thiên Túng Đại Đế luyện chế. Trương Huyền giật mình, muốn nói tới trên thế giới. Ai còn có thể ở thời điểm không phải đế quân, liền luyện chế ra đan dược đế quân, chỉ sợ chỉ có vị này. Đi vào Thủy Triều Hải, mượn dược liệu đầy trời cùng rất nhiều bảo vật thành công luyện chế ra loại dược vật cấp bậc này, thuận tiện xung kích cảnh giới cũng chỉ có hắn. Nếu đế tuyệt đan này có thể giúp người đột phá đế quân cảnh, nếu như ta tìm tới, đoạt được, có phải cũng có thể đột phá thành công hay không? Trong lòng hơi động, một ý nghĩ xông ra. Trương Huyền siết chặt nắm đấm, con mắt hừng hực. Chương 3904, thuần phục sao băng. Viên đế tuyệt đan này ở nơi nào? Trương Huyền hỏi. Ở nơi nào ta cũng không biết, 4 lần thủy triều, chỉ gặp qua một lần, hơn nữa suýt chút nữa bị giết. Ngao Phong nói. Không biết. Đan dược này, không chỉ có ý thức của mình, còn biến hóa thành hình dáng nhân loại, am hiểu ẩn tàng đánh lén, để cho người ta khó lòng phòng bị. Ngao Diệp thần vương phong hào của Vân Ly Thiên chúng ta, chính là bị nó đánh lén giết chết. Ngao Phong lắc đầu. Thủy Triều Hải có cạm bẫy, hiểm địa, cũng ẩn giấu kẻ đánh lén, nhưng muốn nói để hắn kiêng kỵ nhất, chỉ sợ vẫn là đế tuyệt đan này. Biến thành đan dược, giấu ở chỗ nhỏ hẹp, một chút khí tức cũng không có, thật muốn đánh lén, khó lòng phòng bị. Lần trước bản thân không có chút phát giác nào. Nếu không phải rất nhiều đệ tử của Thiên Túng Đại Đế vừa vặn đi ngang qua, vô cùng có khả năng sớm đã hồn phi phách tán, biến thành dinh dưỡng của đối phương. Lần trước ngươi nhìn thấy ở nơi nào? Lạc Tinh Hồ. Ngao Phong gật đầu. Lạc Tinh Hồ là một hiểm địa của Thủy Triều Hải, đủ loại thiên thạch đan xen bay không quy tắc, tựa như đại trận, trừ khi có thể tìm bảo vật chân quý, nếu không vương phong hào đỉnh phong cũng không dám tùy. Tiện tiến vào. Đi xem một chút, biết địa điểm, Trương Huyền mang theo 2 người, xé rách không gian đi tới trước mặt. Đập vào mắt tựa như một cái hồ to lớn,
vô số sao băng đuôi dài tỏa ra hào quang chói sáng dạo chơi ở bên trong, thỉnh thoảng hai cái đụng vào nhau, nổ thật to, kèm theo từng đạo gợn sóng, không gian vỡ vụn ra vết rách đen như mực. Bên trong nguy hiểm nhất không phải những sao băng này, cũng không phải bọn chúng va chạm, mà là trọng lực quỷ dị khó lường không ngừng biến hóa. Nhìn mặt hồ trước mắt, sắc mặt Ngao Phong nghiêm túc. Những sao băng này bay lộn xộn, chính là bởi vì trọng lực lộn xộn, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng sẽ biến hóa. Trương Huyền nhướng mày. Ở Thông Thiên Kiều liền cảm thụ qua trọng lực biến hóa, lúc ấy chỉ là thẳng đứng, biến thành song song, để cảm giác không gian trong đầu hắn suýt chút nữa không chịu đựng nổi. Lúc này Lạc Tinh Hồ, các loại thiên thạch bay lộn xộn, tựa như bóng bàn rơi vào thùng gỗ. Nếu như trọng lực phương hướng tương đồng những sao băng này, đừng nói đi vào tìm kiếm đế tuyệt đan, muốn hoàn mỹ thích ứng, chỉ sợ. Cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Ta thử một chút. Trong lòng khiếp sợ, thần thức lan ra, mới đi vào không lâu, vẻ mặt càng ngày càng trắng. Giống như tưởng tượng, không chỉ thân thể đi vào, xem như linh hồn tiến vào cũng phải nhận trọng lực ảnh hưởng, cần không ngừng biến hóa mới có thể thích ứng, giống như ngã vào trục lăn máy giặt, để cho người ta tai ngất hoa mắt, tìm không thấy đông nam tây bắc. Lạc Thất Thất lấy ra một thanh trường kiếm, tiện tay ném vào, ngay sau đó nhìn thấy nó ở trong đó loạn chuyển, tựa như con ruồi bị nhốt ở trong lồng thủy tinh. Bành! Sau khi xoay vài vòng, ở dưới trọng lực mạnh mẽ gia trì, kiếm không chịu nổi, khí linh bị ma diệt, vũ khí tan rã. Ba người hai mặt nhìn nhau. Trọng lực quá mức hỗn loạn, vũ khí thiên thần cấp thượng phẩm cũng không chịu nổi, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kinh khủng. Trọng lực hỗn loạn như vậy, ngươi làm sao đi vào? Lạc Thất Thất nhìn về phía Ngao Phong. Thực ra ta không có tiến vào, là bị đánh lén ở bên ngoài. Ngao Phong hơi đỏ mặt. Trương Huyền gật đầu. Khó trách. Nơi này ngay cả hắn nhìn cũng tê cả da đầu, đối phương chỉ là thần vương phong hào phổ thông, muốn xâm nhập trong đó, quả thực không quá dễ dàng. Ta vào xem, các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Trương Huyền hít sâu một hơi, một đạo kiếm ý từ trong đan điền xông ra, bao phủ toàn thân, nhẹ nhàng vụt qua, đi vào mặt hồ trước mắt. Xì xì xì. Vừa mới bước vào, lập tức cảm thấy một lực xé rách mạnh mẽ, cuồn cuộn mà đến. Tựa hồ muốn xé hắn thành bột phấn. Lực lượng nhúc nhích, bắp thịt toàn thân đồng thời bạo khởi, giống như đá ngầm đóng tại chỗ, sừng sững không động đậy. Trọng lực ở bốn phía không ngừng cuồn cuộn, giống như sóng lớn tấn công tới, Trương Huyền thích ứng phút chốc, sải bước đi vào trong. Vù vù, hai sao băng bị lực hút tác động, nhanh chóng đánh tới hắn, lấy ra trường kiếm, Trương Huyền nhẹ nhàng vạch một cái. Hai viên thiên thạch từ trung gian đồng thời phá vỡ, sinh ra mây hình nấm liên tiếp. Thiên thạch thật cứng rắn. Đồ tốt a hát. Con mắt Trương Huyền sáng lên. Vừa rồi còn kỳ lạ, vì sao vũ khí thiên thần thượng phẩm đỉnh phong cũng không chịu nổi trọng lực nghiền ép, những thiên thạch này lại bình yên vô sự, nguyên lai trình độ cứng cáp của những tảng đá này, đã có thể. So với vũ khí thần vương cấp, đáng tiếc không cách nào luyện chế vũ khí. Có điều nếu như có thể thu lại những thiên thạch này, gặp được cường giả một mạch đập ra, uy lực nhất định không nhỏ. Minh Lý Chi nhãn nhúc nhích, nhìn một hồi, lập tức rõ ràng, những tảng đá này cơ bản đều là tài nguyên một lần, không cách nào nấu lại luyện chế vũ khí, dù vậy có thể thu mà nói, có thể xem như thần binh lợi khí. Chỉ là, những sao băng này tốc độ nhanh như vậy, làm sao thu? Tốc độ quá nhanh, trực tiếp thu vào chữ vật giới chỉ. Nhẫn sẽ bị đục xuyên, không gian bên trong cũng sẽ bị đánh nát. Những sao băng này bị trọng lực ảnh hưởng, tốc độ nhanh, lực lượng lớn, không gian thần giới bình thường cũng rất khó ổn định, tùy tiện thu, sẽ làm chữ vật giới chỉ sụp đổ, đồ vật trong đó phi hôi yên diệt. Muốn ổn định lại, lấy thực lực trước mắt của hắn. Càng không làm được. Dưới trọng lực to lớn, hắn ổn định thân hình cũng rất khó, để nhiều vẫn thạch khổng lồ như vậy dừng lại. Gần như không có khả năng làm được. Tuy những thiên thạch này không thể rèn đúc vũ khí, nhưng chiếu theo trình độ cứng cáp đến xem, bản thân là binh khí vô cùng cứng rắn, cùng viên gạch ta luyện chế có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nếu là vũ khí, có phải có thể tiến hành khải linh hay không? Tâm niệm khẽ động. Hắn luyện chế viên gạch, tình huống bình thường đều là không có mũi nhọn,
dày nặng mà cứng rắn, dù kém thiên thạch trước mắt, nhưng thủ đoạn công kích khác biệt không lớn. Nếu như có thể khải linh mà nói, có lẽ có thể nhẹ nhõm để chúng dừng lại, hơn nữa thuận lợi thu vào chữ vật giới chỉ. Thử một chút. Nghĩ đến cái này, Trương Huyền ngừng chống lại lực hút, nương lực lượng bay theo một khối thiên thạch, thời gian nháy mắt đi tới trước mặt, bàn tay vuốt ve. Bên ngoài Lạc Tinh Hồ. Nhiều thiên thạch như vậy, trọng lực lại hỗn loạn, Trương Tiền Bối không có sao chứ. Thấy Trương Huyền bay vào, Ngao Phong nói. Ta cũng không rõ ràng, nơi này trọng lực hỗn loạn, không gian hỗn loạn, ngay cả ta cũng định không được, ta lo lắng Trương Sư sẽ bị sao băng xung kích bị thương. Lạc Thất Thất lộ ra lo âu. Trước mắt sao băng bay loạn bốn phía, hơi không cẩn thận có thể gặp phải công kích, nguy hiểm so với ở trong khe núi lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Lực khống chế không gian của nàng mạnh mẽ cũng khó thuận lợi đi xuyên qua ở trong đó, chỉ sợ đối phương càng khó. Ta cũng cảm thấy, những sao băng này thật đáng sợ, ta đi vào khả năng 10 giây cũng không kiên trì nổi. Ngao Phong gật đầu, đang muốn nói tiếp, đột nhiên vẻ mặt cứng đờ, ngay sau đó nhìn thấy trong Lạc Tinh Hồ, một thanh niên đứng thẳng tại chỗ, vô số sao băng chạy qua ở bốn phía, thỉnh thoảng nhảy lên hai cái, tựa như một đám chó hoang bị thuần phục. Chương 3905, Đế Tuyệt Đan. Khóe miệng Ngao Phong co giật, vẻ mặt choáng váng. Những sao băng này không phải đi loạn khắp nơi, uy lực vô tận ư? Vì sao sẽ xuất hiện bộ dáng này? Thật giống như những sao băng này bị khải linh, hơn nữa thuần phục. Lạc Thất Thất nuốt ngụm nước bọt. Ta biết bị khải linh, nhưng lúc này mới bao lâu, có thể khải linh nhanh như vậy sao? Ngao Phong run rẩy. Cường giả thần vương khải linh cho vũ khí, hắn cũng có thể làm được, nhưng mỗi một lần đều cần tiêu phí vô số tâm huyết và tinh lực. Ít nhất cũng cần mấy tháng thời gian, hơn nữa phải bỏ đi nửa cái mạng. Vì, trước mắt này, lúc này mới qua bao lâu? 2 phút, 3 phút. Nhiều sao băng như vậy, tất cả đều khải linh xong, hơn nữa thành công thuần phục. Quan trọng là, bản thân còn sinh long hoạt hổ, một chút việc cũng không có. Đang khiếp sợ, thân hình thanh niên trong hồ lần nữa thoát ra, mỗi đến một chỗ, liền có một sao băng theo ở phía sau, trong nháy mắt. Biến thành rắn săn mồi, từng viên vẫn thạch khổng lồ càng kéo càng dài. Trương Tiền Bối, thuần phục những sao băng này làm gì? Nhìn một hồi, thấy đã có một nửa sao băng đi theo sau lưng thanh niên, Ngao Phong sắp ngất. Đại ca, ngươi không phải tới tìm Đế Tuyệt Đan sao? Thu những sao băng này làm gì? Hẳn là muốn ép Đế Tuyệt Đan hiện thân. Lạc Thất Thất suy đoán nói. Đúng a. Con mắt Ngao Phong nhất thời sáng lên. Đế Tuyệt Đan, biến thành hình dáng đan dược, linh khí tụ lại, người mạnh hơn cũng khó mà phát giác, nếu như đang ẩn núp ở trong sao băng, tiến hành đánh lén, cho dù Trương Tiền Bối là Cửu Thiên Phong Vương, muốn chống lại cũng không dễ dàng. Cho nên Tiền Bối đi ngược lại con đường cũ, trực tiếp thuần phục tất cả sao băng. Nếu như tên này ở đây, nhất định không cách nào ẩn tàng. Thật sự là biện pháp tốt, mưu kế hay, ta làm sao không nghĩ tới chứ? Chung quanh đều bị quét dọn sạch sẽ, tự nhiên là không còn địa phương ẩn tàng, sẽ không cách nào bị đánh lén. Hắn trí tuệ cao thâm, làm việc từ trước tới nay mưu lập sau động, để cho người ta kính nể. Lạc Thất Thất gật đầu, ý sùng bái trong mắt càng thêm nồng đậm. Người nào hủy chỗ ở của ta, tự tìm cái chết. Thời điểm hai người cảm khái, một thanh âm to lớn vang lên, ngay sau đó toàn bộ Lạc Tinh Hồ sôi trào. Một gương mặt khổng lồ bất ngờ xuất hiện ở giữa không trung. Đế quân, đồng tử của Lạc Thất Thất co rụt lại. Loại gương mặt khổng lồ này, trước nàng gặp Linh Lung tiên tử sử dụng qua, là năng lực đặc thù của đế quân. Không phải, chính là viên Đế Tuyệt Đan kia, nơi này linh khí đầy đủ, tài nguyên phong phú, không nghĩ tới nó vậy mà đột phá. Hiện tại có lẽ, đã là đế quân chân chính. Thân thể Ngao Phong run rẩy. Lạc Thất Thất siết chặt nắm đấm, tràn đầy khó tin. Cường giả đế quân, không phải nói nhất định phải trưởng khống một vực, hoặc được nguyện lực của hàng tỷ người cung phụng, mới có thể. Thành công sao, làm sao một viên đan dược cũng có thể làm được. Đế quân chân chính, tiếp nhận một vực công nhận, tiếp nhận nguyện lực vô tận, giống như Khổng Sư, vì trở thành đế quân chân chính, liên tiếp khiêu chiến 8 đế, chính là vì đạt được thần giới công nhận.
Một viên đan dược, cái gì cũng không trải qua, làm sao có thể thành đế? Quân, nơi này là thủy triều hải, không phải thần giới. Ngao Phong dừng lại một chút nói. Không phải thần giới. Lạc Thất Thất sửng sốt, sau đó gật đầu. Quả thực, bọn họ là theo chỗ thần giới rách nát đi vào nơi này, nói cách khác, thủy triều hải này không thuộc về thần giới, không thể dùng quy tắc thần giới tới định nghĩa. Hơn nữa Thiên Túng Đại Đế chính là ở đây đột phá, trở về thần giới mới nghĩ biện pháp đạt được thần giới công nhận. Ngao Phong nói một câu, lông mày có chút khó tin. Chỉ là ta có chút kỳ quái, đế quân và thần vương chênh lệch không biết bao xa, thần giới vô số năm qua, vô số tu luyện giả đều không thể. Thành công, nó chỉ là một viên đan dược, đến cùng làm sao làm được. Thực ra không chỉ hắn không tin, ngay cả Trương Huyền ở trong Lạc Tinh Hồ cũng không nhịn được sững sờ. Loại năng lực ở trên không trung ngưng tụ gương mặt khổng lồ này, cho dù là hắn cũng không làm được, trừ khi trưởng khống không gian đến cực hạn. Chẳng lẽ đối phương thật đột phá đế quân? Sự tình vô số người không hoàn thành được, một viên đan dược làm được. Không đúng, là môi trường đặc thù của Lạc Tinh Hồ. Tinh thần lực lan ra ra, Trương Huyền giật mình. Cũng không phải đối phương thật đạt đến đế quân, mà là ở trong Lạc Tinh Hồ này sinh hoạt thời gian quá lâu, khống chế được lực lượng của toàn bộ địa phương. Tựa như lãnh chúa vùng này, có thể tùy tiện khống chế linh khí trong đó, phối hợp ý niệm, hình thành đồ vật muốn hình thành. Tự tìm cái chết, muốn giết ta, vẫn là bản tôn xuất hiện đi, chút ý niệm này của ngươi. Dường như còn không có thực lực này. Trương Huyền cong ngón tay búng một cái. Răng rắc, mặt người giống như khối băng vỡ vụn. Ngươi, rất nhanh lại tạo thành một khuôn mặt, tràn đầy lửa giận nhìn qua, Trương Huyền nhẹ nhõm đánh tan, tiếp tục thuần phục sao băng. Đi vào nơi này mục đích chính yếu nhất là tìm đế tuyệt đan, nghĩ biện pháp luyện hóa, xung kích đế quân, sớm đã là không chết không thôi, nên không có gì có thể khách khí. Huống chi nghe khẩu khí của Ngao Phong, những năm qua viên đan dược này đánh lén giết chết thần vương số lượng không ít, bắt được nó cũng có thể miễn trừ những người khác nguy hiểm. Liên tục hai lần xuất hiện, đều không có chặn được vị này, không gian trong hồ vặn vẹo, một bóng người xuất hiện ở phía trước. Dung mạo tương tự gương mặt khổng lồ, không tóc, hơi có vẻ dữ tợn. Gia hỏa không biết sống chết, ta đã cho ngươi cơ hội, không biết tốt xấu, vậy thì chết. Soạt, bàn tay chụp tới, Trương Huyền lập tức cảm thấy cả người bị trói lại, trọng lực bốn phía toàn bộ tích tụ tới, khống chế hành động của hắn. Quả nhiên không phải đế quân chân chính. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Tuy trong lòng đoán được, nhưng vẫn có chút lo lắng. Dù giờ phút này thực lực của hắn đã vượt xa thần vương phong hào phổ thông, nhưng đối mặt đế quân chân chính, vẫn tồn tại nguy hiểm nhất định. Dù đối phương có thể khống chế địa vực hình thành gương mặt khổng lồ, trên thực tế cách đế quân vẫn rất xa, không cách nào mượn lực lượng chư thiên của thần giới, thực lực có hạn, cho dù là đế quân cũng là bản liệt dương, không đáng sợ. Đi! Bàn tay nâng lên, bỗng nhiên vung tới. Sao băng theo sau lưng lập tức biến thành một trường long dữ tợn, vào tới thanh niên trước mắt. Nhiều sao băng bị Khải Linh đồng thời xuất hiện như vậy, không gian trong Lạc Tinh Hồ bị đè nát, xuất hiện vô số lỗ đen, thanh niên bổ tới trường lực vừa tiếp xúc, lập tức sụp đổ. Ngươi! Thanh niên vốn định trốn ở trong sao băng đánh lén, không nghĩ tới vị. Trước mắt này ở trong thời gian ngắn như vậy, liền thuần phục nhiều sao. Băng như thế! Tương đương với lật hang ổ của hắn, còn cầm đồ vật của mình tấn công mình. Tức đến không ngừng run rẩy, sắp bùng nổ. Đồng thời trong lòng nghi hoặc, hiện tại phong hào đều mạnh như vậy sao? Chương 3906, có bảo vật xuất thế. Trong phẫn nộ, thanh niên nâng hai tay lên, từng trận không gian ba động kịch liệt, còn thừa lại không tới một nửa sao băng chưa kịp luyện hóa, đồng thời bị thay đổi phương hướng trọng lực, bỗng nhiên tấn công về phía Trương Huyền. Một lực lượng áp bách càng cường đại hơn, để huyết dịch trong cơ thể. Trương Huyền tựa như cứng lại. Nhiều sao băng to lớn như vậy, lấy tốc độ nhanh như vậy vọt tới, cho dù thân thể hắn đạt đến phong vương đỉnh phong, linh hồn là cửu thiên phong vương, cũng khẳng định ngăn cản không nổi, mà dùng sao băng vừa thuần phục chống lại, sẽ vô cùng có khả năng lưỡng bại câu thương, cố gắng trước đó đều thành mồi lừa. Nhìn trọng lực ngươi khống chế, có thể chống đỡ được một kiếm toàn lực của ta hay không?
Trương Huyền hít sâu một hơi, lông mày nâng lên, xích tiêu kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay. Linh hồn, thân thể, chân khí, đều đột phá phong hào, hắn còn không có mượn chuôi kiếm này phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, giờ phút này cũng nên thử một chút. Trong đan điền, chân khí sao động, kiếm ý mạnh mẽ vây quanh, xích tiêu kiếm giống như đạt được tẩm bổ, phát ra hí giải hưng phấn, tựa như long ngâm, thiên long bát âm. Ngao Phong ở bên ngoài mặt hồ, nghe được thanh âm này, kìm lòng không được hai chân như nhũn ra, trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh. Long ngâm vang lên, tế bào toàn thân Trương Huyền tựa như bị kích hoạt, lực lượng nổ tung. Đi! Một tiếng hô khẽ, xích tiêu kiếm thoát tay bay ra, trước đó lĩnh ngộ. Kiếm pháp phong bất chỉ, tựa như một dải lụa trắng tinh, trong chốc lát xé rách không gian thành hai nửa, giống như rạch ra một tấm màn sân khấu. Một đạo kiếm ý mang theo không cam lòng, không nỡ, lưu luyến, còn có bất khuất, phá vỡ trọng lực to lớn trước mắt, sao băng mượn cỗ lực lượng này bay tới, giống như dòng nước bị cắt ra, dán chặt lấy hai bên Trương Huyền bay ra ngoài. Kiếm khí không có ngừng lại, tiếp tục lao về phía trước, rất mau xuất hiện ở trước mặt Đế Tuyệt Đan. Đồng tử co rút lại, vẻ mặt thanh niên trở nên trắng bệch, liên tục né tránh, nhưng kiếm khí giống như giỏi trong xương, bất kể tránh như thế. Nào cũng trốn không thoát. Thụ dục tính nhi phong bất chỉ, tử dục dưỡng nhi thân bất đãi. Bản thân liền ẩn chứa mùi vị bị ép bất đắc dĩ, bất kể né tránh như thế. Nào, chỉ cần bị khóa định, liền không cách nào thoát ly. Đây là vận mệnh, cũng là nhân quả, không cách nào từ chối, không cách nào trốn tránh. Đáng ghét. Cắn chặt răng, hai tay nâng lên, bỗng nhiên nghênh đón kiếm khí. Ầm. Sao băng lay động, vết nứt không gian đen như mực, thanh niên lắc lư. Một cái, lùi về sau mấy chục bước, ngừng lại, miệng lớn thở hổn hển. Cánh tay không còn. Ngao Phong cắn đầu lưỡi. Đế Tuyệt Đan huyễn hóa thanh niên, lúc này vẻ mặt trắng bệch, hai tay lại bị một kiếm chém nát. Đan dược tu vi đế quân, chẳng những bị một kiếm đánh bại, cánh tay cũng bị chém xuống. Vốn cho rằng cả hai quyết đấu, người sau nhất định thua. Nằm mơ cũng không nghĩ đến nghịch chuyển như vậy. Vị cửu thiên phong vương này, thật là quá đáng sợ. Lạc Thất Thất cũng thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, trong hai con ngươi tràn đầy sùng bái. Hừ, híp mắt lại, trong ánh mắt trước đó không thèm để ý lộ ra nghiêm nghị, lực lượng trong cơ thể thanh niên dập dờn, thời gian nháy mắt, lại lần nữa xuất hiện hai cánh tay mới. Bản thân hắn chính là đan dược biến hóa, cái gọi là cánh tay. Hai chân, chẳng qua là dược lực mà thôi, tuy có tổn thất, nhưng không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần dược lực vô tận, đừng nói chém xuống cánh tay, coi như tứ chi bị chém xuống, đầu lâu bị chém xuống, cũng có thể huyễn hóa ra. Thanh niên khôi phục lại, lộ ra cười lạnh. Dược lực của ta, có thể chống đỡ vài chục lần không tính là gì, mà kiếm khí của ngươi uy lực khổng lồ như thế, lại có thể tiếp tục mấy lần. Lời còn chưa dứt. Chỉ thấy Trương Huyền ở đối diện vẫy tay một cái, hai cánh tay bị chém đứt rơi xuống bay đi, rơi vào lòng bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, thuế biến thành một viên thuốc to bằng hạt vừng, há miệng nuốt xuống. Con mắt thanh niên trợn tròn. Ngươi đàng hoàng một chút, đang cùng ngươi sinh tử đấu, ở trước mặt ta ăn cánh tay của ta. Quá đáng a hát, tuy chỉ là cánh tay, nhưng do dược lực của đan dược đế quân cấp huyễn hóa thành, dược lực tinh thuần. Cường giả đế quân nuốt cũng cần hóa giải một đoạn thời gian, ngươi ở thời điểm chiến đấu nuốt xuống. Không sợ bể bụng chết. Sắc mặt tái xanh, lửa giận thiêu đốt, lại một bàn tay vỗ xuống. Hô! Một đạo kiếm mang phóng tới, hai tay lần nữa bị chém rơi xuống đất, giống như vừa rồi, vô luận né tránh như thế nào cũng trốn không ra. Cố gắng huyễn hóa ra cánh tay mới, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Trương Huyền lại thu hai cánh tay. Khôi phục hình dáng đan dược, há miệng nuốt vào. Ngươi, Đế Tuyệt Đan có chút phát điên. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Ta là đan dược đế quân cấp, ngươi ở ngay trước mặt ta, chém cánh tay của ta nhịn. Nhưng trực tiếp ăn là cái quỷ gì? Mấu chốt nhất là, vừa rồi lực lượng chân khí chỉ là phong vương sơ. Kỳ, kèm theo ăn bốn cánh tay, đã đạt đến trung kỳ, tiếp tục ăn xuống, khẳng định sẽ càng cao. Ta muốn giết ngươi, ngươi lại xem ta như rau hẹ, từng chút một cắt ăn.
ngày hôm nay không giết ngươi, ta thề không làm đan. Gào thét một tiếng, song trưởng của Đế Tuyệt Đan đại khai đại hợp đánh tới, trưởng lực vừa mới tùy ý, đồng tử co rụt lại. Ta sát! Lần này cánh tay và tứ chi đều bị kiếm khí của đối phương chém xuống, Trương Huyền thỏa mãn cầm lấy viên thuốc, lại nuốt xuống. Ầm ầm, tu vi đột phá đến phong vương hậu kỳ. Ngươi, vẻ mặt Đế Tuyệt Đan trắng bệch, da đầu run lên. Dù dược lực của nó mạnh mẽ, thêm vào những năm này thân ở trong thủy triều hải, tích lũy hùng hậu, nhưng liên tục bị chém xuống bốn cánh tay, hai bắp đùi cũng có chút gánh không được. Hai mắt ửng hồng, trên đầu gân xanh nhảy loạn, lần nữa huyễn hóa ra tứ. Chi, toàn bộ đan khí đã không bằng một nửa trước đó. Đi, biết không phải đối thủ, nhẹ nhàng vụt qua, biến thành hình dáng đan hoàn, chấn động mạnh một cái, không gian xuất hiện khe hở, tung người nhảy vào. Không nghĩ tới tên này đánh không lại liền chạy, quả quyết như vậy, Trương Huyền lại bổ tới một kiếm. Xoạt, không gian khép lại, từ bên trong bay ra một đôi cánh tay cùng hai chân, đan dược biến mất không thấy hình bóng. Để hắn chạy trốn, Trương Huyền lắc đầu. Dù sao Lạc Tinh Hồ cũng là xào huyệt của đối phương, có chút không gian kết cấu, cho dù là hắn tới thời gian không ngắn, vẫn không quá quen thuộc, lại thêm thực lực của đối phương quả thực vượt xa bản thân, thật muốn chạy trốn, hắn không ngăn cản nổi. Luyện hóa dược lực, tu vi lần nữa tăng lên không ít, thành công đến phong vương đỉnh phong. Tiêu phí hơn nửa canh giờ, thuần phục tất cả sao băng còn lại, thu vào chữ vật giới chỉ, lúc này Trương Huyền mới trở lại trước mặt Ngao Phong và Lạc Thất Thất. Trương tiền bối, hiện tại chúng ta đi đâu? Vốn cho rằng Lạc Tinh Hồ sẽ khó mà chống lại, trải qua đại chiến tàn khốc, không nghĩ tới dọa chạy Đế Tuyệt Đan dễ dàng như thế, lúc này Ngao Phong đối với thanh niên kia đã phục sát đất. Đi! Trương Huyền đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy không gian chấn động, ngay sau đó nhìn thấy phía trước có quang mang chói mắt chiếu rọi, bắn ra lực lượng để người sợ hãi. Có bảo vật xuất thế! Mọi người đồng loạt nhìn sang. Chương 3907, Phong Hào uy tín lâu năm phản kích. Năng lượng to lớn như vậy chấn động, hơn nữa không phải chiến đấu hình thành, chỉ có một khả năng. Có bảo vật tuyệt đỉnh xuất thế. Thậm chí vượt qua Đế Tuyệt Đan trước đó. Trước đó bốn lần thủy triều, có qua loại tình huống này không? Trương Huyền hỏi. Ngao Phong lắc đầu. Mỗi lần đi vào thủy triều hải, đều có bảo vật không giả. Nhưng còn chưa bao giờ có bảo vật nào nắm giữ uy thế như vậy. Đi qua nhìn một chút. Mọi người đồng loạt bay đi, thời gian không dài đi tới trước mặt. Sóng linh khí to lớn như vậy, kinh động đến tất cả thần vương phong hào và thần vương đi vào nơi này, đều giải rác đứng ở địa phương sóng linh khí mãnh liệt nhất, tràn đầy hưng phấn nhìn về phía trước. Theo ánh mắt của bọn hắn, Trương Huyền nhìn sang, là một lá sen to lớn, toàn thân xanh biếc, tựa như ngọc thạch. Yên tĩnh lơ lửng ở trong hư không, trước mắt tỏa ra quang minh to lớn. Lá sen thật là lợi hại, bất quá thứ này đẳng cấp quá cao, đối với chúng ta tác dụng không lớn, nếu có thể đạt được hiến cho đế quân, tất nhiên sẽ đạt được ca ngợi cực lớn. Đúng vậy, trở thành phong hào, thậm chí được thu làm thân truyền cũng vô cùng đơn giản. Tuyệt đối dưới một người, trên vạn người. Mọi người từng cái mặt lộ vẻ hừng hực. Mảnh lá sen này đến cùng từ đâu tới, lại là loại sinh mệnh nghịch thiên nào, không có người biết, nhưng trong đó ẩn chứa linh khí mạnh mẽ, lực lượng thâm hậu, có thể đoán được, chỉ cần luyện hóa, cho dù là đế quân cũng có thể để lực lượng tăng vọt một đoạn dài. Ngao Phong thần vương. Trong tiếng nghị luận, mọi người thấy đám người Trương Huyền, một thần vương phong hào la lên. Ngao Phong, thần vương của Vân Ly Thiên. Trừ hắn còn ai vào đây? Nghe được họ tên. Trong mắt mọi người hừng hực, không ít thần vương nữ tính trong mắt tràn đầy ngôi sao, lộ ra tôn sùng. Thần vương long tộc của Vân Ly Thiên, cùng cấp bậc từ trước tới nay mạnh mẽ, lại thêm huyết mạch cao quý, được rất nhiều thiếu nữ thiết tha mơ ước thành đạo lữ, cũng chính là nguyên nhân này, long tộc trời sinh tính dâm, huyết mạch thất lạc chư thiên đâu đâu cũng có, long sinh cửu tử, con khác biệt. Lạc Anh thần vương, Bạch Chỉ thần vương, Lưu Diễm thần vương, những người này Ngao Phong cũng quen biết, mỗi người ôm quyền chào hỏi. Ngao Phong thần vương cũng là bị khí tức bảo vật xuất thế quấy nhiễu, đặc biệt tới a, không biết hai vị này là.
Một lão giả nghi ngờ nhìn về phía Trương Huyền và Lạc Thất Thất. Vị này là Trương Huyền Thần Vương cùng Lạc Thất Thất Thần Vương. Ngao Phong vừa định tỉ mỉ giới thiệu, chỉ thấy thanh niên bên cạnh lộ ra ánh mắt bình thản, biết đối phương khiêm tốn, không nguyện ý tiết lộ thân phận, vội ngừng lại, không nói thêm lời. Lão giả sửng sốt một chút, ôm quyền. Bái kiến Trương Huyền Thần Vương, Thất Thất Thần Vương, hai vị. Trẻ tuổi như vậy, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Sự tình Trương Huyền chém giết Bách Diệp Thanh Hồng lưu truyền đến chư thiên, những người khác cũng đều nghe qua, thậm chí đều nhìn qua hình ảnh lúc đó. Ra kết luận là, vị này có thể chém giết phong hào, dựa vào là uy lực của pháp bảo. Dù vậy ở trong bọn họ, tuyệt đối được cho đỉnh phong nhất, không dám chậm trễ chút nào. Khách khí. Trương Huyền đáp lễ, cũng không nói chuyện. Thấy hắn cử chỉ mang theo ngạo mạn, lão giả nhíu mày, lộ ra chút không vui. Nhìn qua hình ảnh, hắn biết mình cùng Bách Diệp Thanh Hồng chiến đấu, coi như chém giết không gọn gàng bằng đối phương, nhưng phối hợp binh khí đế quân mới ban thưởng mà nói, sẽ không chậm hơn bao nhiêu. Nói cách khác, mọi người thực lực tương đương, không dựa dẫm vũ khí, thậm chí mình càng cao minh hơn một ít. Trang cái gì chứ? Mấy vị phong hào khác vây tới, dù chưa nói chuyện, cũng đồng dạng lắc đầu. Thế hệ trẻ tuổi, nhìn thấy tiền bối, không chủ động chào hỏi, thật đúng là đủ ngông cuồng. Lưu Diễm Thần Vương. Ngao Phong vừa định giải thích một chút, liền bị đối phương đánh gãy. Được rồi, lời khách khí chúng ta cũng không cần nhiều lời, nếu Ngao Phong Thần Vương tới nơi này, tự nhiên cũng là muốn đạt được lá sen kia. Ý nghĩ của chúng ta cũng giống như vậy. Đã thế, không bằng liên thủ. Liên thủ. Ngao Phong cau mày. Không sai, chúng ta những thần vương uy tín lâu năm này, bốn lần thủy triều hải đều còn sống, mỗi người đều có thủ đoạn của mình. Thực lực không tính đỉnh tiêm dưới đế quân, nhưng cũng không kém người khác. Lần này nhận lệnh đế quân ủy thác, đi vào tìm kiếm bảo vật, nếu như có thể mang lá sen về, nhất định có thể được tán thưởng càng lớn. Lưu Diễm Thần Vương nói. Ngao Phong gật đầu. Lá sen trước mắt, người nào đạt được hiến cho đế quân, khẳng định sẽ được coi trọng không thể nghi ngờ. Không biết Ngao Phong Thần Vương nghe nói qua, tân tấn phong hào Trịnh Dương của Liệt Dương Thiên chúng ta chưa? Giải thích xong, Lưu Diễm Thần Vương hỏi. Tự nhiên biết. Ngao Phong gật đầu. Tuy Trịnh Dương là thần vương tân tấn của Liệt Dương Thiên ta, lại không coi ai ra gì, không để những phong hào uy tín lâu năm vào mắt, cùng rất nhiều tân tấn phong hào của chư thiên khác liên hợp chung một chỗ, cướp đoạt vô số tài nguyên quý giá mà chúng ta phát hiện. Lưu Diễm Thần Vương càng nói càng tức, mang theo không vui. Cướp đoạt tài nguyên của các ngươi. Ngao Phong sửng sốt. Không sai, ta phát hiện một gốc bế dương thảo, đối với trước dương bệ hạ có hiệu quả rất tốt, đang định đi qua lấy, hắn liền bay tới. Cưỡng ép xông vào di tích, không có để lại cho chúng ta một chút cơ. Hội. Một vị thần vương phong hào đi tới nói. Chúng ta cũng vậy, ta tiêu phí tâm huyết tìm được một khối nguyên hải thạch, một người tự xưng là sư muội hắn lao đến, trực tiếp cướp đi. Tình huống bên ta cũng không kém nhiều, thân là thế hệ trẻ tuổi, dựa dẫm thực lực, không có chút kính sợ với phong hào thế hệ trước. Thực sự quá mức kiêu ngạo. Lại có hai vị thần vương phong hào tiến về phía trước một bước, từng cái mang theo không vui. Bọn họ đi theo đế quân nhiều năm, công lao to lớn, kết quả đế quân không nhận bọn họ làm học sinh, ngược lại thua một đám người trẻ tuổi, trong lòng nói không đố kỵ là giả. Nhưng nếu là đế quân quyết định, bọn họ cũng không tiện nói nhiều. Nhưng đám người này cũng quá không để bọn họ ở trong mắt đi. Các loại bảo vật, nói lấy liền lấy. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có lưu lại cho bọn hắn, nếu như tay không trở về, chẳng phải đế quân càng cảm thấy bọn họ vô dụng. Nếu thực như thế, cho dù lần thủy triều hải này không có xuất hiện nguy hiểm, trở về cũng tràn ngập nguy hiểm, vô cùng có khả năng bị đối phương nhẹ nhõm thay thế. Nguyên nhân chính là như vậy, nhìn thấy lá sen cường đại như vậy, bọn họ mới gấp gáp tụ tập. Chúng ta những phong hào thế hệ trước, chỉ có liên hợp cùng một chỗ. Mới có thể thi triển ra lực lượng cường đại, một khi chiếm được lá sen này giao cho đế quân, liền có thể chứng minh, chúng ta không kém những người tuổi trẻ kia. Lưu Diễm Thần Vương nghiêm túc nói. Mà một khi để bọn hắn nhanh chân đến trước, cuộc sống sau này của chúng ta sẽ bị bọn hắn chèn ép không ngẩng đầu lên được,
cái gọi là tôn nghiêm của Phong Hạo uy tín lâu năm. Sẽ không còn sót lại chút gì. Ngao Phong, ngươi lựa chọn như thế nào? Ta! Không nghĩ tới đối phương có ý tứ này, Ngao Phong ngẩn ngơ, nhịn không được nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa. Chương 3908. Một chỉ là đủ. Ngao Phong đã biết, đám người Trịnh Dương là đệ tử thân truyền của vị Cửu Thiên Phong Hào này. Không nói thực lực của lão sư, đế tuyệt đan cũng không thể chiến thắng, đám người Trịnh Dương cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Hắn cùng một trong số đó giao thủ qua, biết chênh lệch rất lớn, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Ở ngay trước mặt lão sư của đối phương, liên thủ đối phó bọn hắn. Các ngươi là chán sống, hay là thật cảm thấy muốn chết? Làm sao, không dám. Thấy hắn chần chừ, Lưu Diễm Thần Vương hừ lạnh. Chỉ là liên hợp cùng một chỗ tranh đoạt lá sen mà thôi, cho dù đối phương không vui, lại có thể làm gì chúng ta? Đường đường long tộc của Vân Ly Thiên, chẳng lẽ sợ rồi sao? Sợ là không sợ. Ngao Phong rầu rĩ. Không sợ liền tốt, vậy cứ quyết định như thế. Lưu Diễm Thần Vương không chờ hắn từ chối, nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa. Các ngươi thì sao? Chúng ta liền thôi đi. Trương Huyền lắc đầu. Hắn chỉ là dựa vào pháp bảo mới lợi hại một ít, thực lực bản thân có hạn, Lạc Thất Thất càng chưa từng nghe qua, không có đến Phong Hào đều là uổng công. Thêm một cái không nhiều, thiếu một cái cũng không ít. Này ngược lại cũng phải, hai hậu bối trẻ tuổi mà thôi, có thể có thực lực gì? Thấy hắn không đáp ứng, mọi người đồng thời lắc đầu, mảy may không thèm để ý. Tới rồi. Đang thảo luận, Lưu Diễm Thần Vương hô khẽ một tiếng, mọi người vội vàng quay đầu, ngay sau đó nhìn thấy cách đó không xa không gian chấn động, một bóng người nhanh chóng bay tới. Là nữ hài dáng người thon dài, tay cầm trường kiếm, tư thế hiên ngang. Triệu Nhã Thần Vương. Nhìn thấy vị này, da đầu Lạc Anh Thần Vương tựa như nổ tung. Hắn nhìn thấy bảo vật, chính là bị vị này nhanh chân đến trước. Soạt, trường kiếm trong tay nâng lên, thẳng hướng về phía nữ hài. Triệu Nhã, ta biết thực lực của ngươi mạnh, nhưng những thần vương uy tín lâu năm chúng ta liên hợp chung một chỗ, thật muốn không cho, ngươi cũng đừng hòng được chỗ tốt. Triệu Nhã nhìn đối phương một cái, không nói gì, tiếp tục bay về phía bên này. Rầm rầm, thấy thái độ của nàng như thế. Thần vương khác đồng thời nhấc binh khí lên, từng cái như lâm đại địch. Thực lực của Triệu Nhã này, ở trong thần vương Phong Hào tuyệt đối là cao nhất, nhiều người như vậy liên thủ, là có thể thắng được, nhưng... chiến đấu nhất định tổn thất rất lớn, chỉ hy vọng loại khí thế này có thể... làm cho nàng biết khó mà lui. Muốn ngăn ta. Triệu Nhã nhấc mí mắt, mái tóc đen nhánh tung bay, kèm theo một cỗ. Ngạo khí. Không phải cản ngươi. Chỉ là muốn cùng ngươi công bằng cạnh tranh. Lạc Anh Thần Vương khẽ nói. Hiện tại không rảnh. Triệu Nhã khoát tay áo, tiếp tục đi tới. Làm càn. Lớn mật. Không coi ai ra gì. Thầy đã nói như vậy, còn đi về phía trước, mấy vị Thần Vương Phong Hào giận dữ, từng tiếng hét to, đồng loạt ra tay. Mấy vị Thần Vương đồng thời ra tay, không gian trước mắt lập tức tạo thành bình chướng chân khí to lớn, khí lưu nhấp nhô. Cho người ta một loại cảm giác hư vô, dường như bất luận là ai, chỉ cần xông lại, đều chắc chắn phải chết. Triệu Nhã nhíu mày, trường kiếm trong tay run lên, cả người hóa thành một đạo kiếm mang thẳng tắp chen vào. Mấy vị thần vương hình thành bình chướng lập tức sụp đổ. Tất cả mọi người đều đồng loạt lui về phía sau, từng cái khuôn mặt trắng bệch, tràn đầy khó tin. Tuy sớm biết thực lực của vị này rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh mẽ. Như vậy, chỉ bằng vào sức một người, liền phá vỡ bình chướng do bọn họ liên hợp hình thành. Ngao Phong, thất thần làm gì, còn không mau động thủ. Công kích bị chặn lại, Lưu Diễm Thần Vương tràn đầy sốt ruột, hét lớn một tiếng, còn chưa nói xong, chỉ thấy Triệu Nhã xông tới đã đi tới trước mặt đám người Ngao Phong, hốc mắt hơi ửng hồng, đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Học sinh bất hiếu Triệu Nhã, bái kiến lão sư. Học sinh. Lão sư, tất cả đều ngẩn ngơ, lúc này đám người Lưu Diễm Thần Vương mới phát hiện, nữ hài quỳ gối ở trước mặt Trương Huyền Thần Vương mà vừa rồi bọn họ không nhìn chúng, bởi vì cảm xúc kích động, bả vai không ngừng lay động, con mắt ẩm ướt. Tất cả mọi người bối rối. Tình huống gì?
Triệu Nhã này cực kỳ hung mãnh, ở trong Thần Vương phong hào cũng mạnh mẽ không nhân tính, là học sinh của vị này. Cái tên này không phải chỉ bán đan dược sao? Lúc nào thành lão sư của Triệu Nhã? Phần phật, đang khiếp sợ nói không ra lời, liền nghe bốn phía vang lên khí lưu nổ. Vang, lại có 10 người bay tới. Nguy rồi, là đám người Trịnh Dương. Bọn họ quả nhiên liên hợp cùng một chỗ. Thấy rõ bộ dạng bóng người, rất nhiều thần vương uy tín lâu năm sắc mặt khẩn trương, mỗi người giơ vũ khí lên, muốn ngăn cản, chỉ thấy những người này đều từng cái hốc mắt ửng hồng, giống như Triệu Nhã, đồng thời quỳ rạp xuống đất. Học sinh bất hiếu Trịnh Dương, gặp qua lão sư. Học sinh bất hiếu Lưu Dương, gặp qua lão sư. Âm thanh liên tiếp, hơn 10 vị thần vương đỉnh phong để cho bọn họ. Kinh hồn bạt vía, lúc này tất cả đều quỳ trên mặt đất, từng cái trong ánh mắt mang theo thành kính và hưng phấn. Vị Trương Huyền này, còn là lão sư của bọn hắn. Thần giới 6 đại đế quân, thu phong hào đỉnh phong nhất, đều là học sinh của hắn. Ai có thể nói cho ta biết, có phải nhìn lầm hay không? Đám người Lưu Diễm thần vương triệt để điên rồi. Gặp qua nghịch thiên, chưa thấy qua nghịch thiên như vậy. Đám người Triệu Nhã, Trịnh Dương, mỗi một cái đều mạnh mẽ không tưởng nổi, bọn họ không phải là đối thủ, còn tưởng hai bên gặp được, nhất định có một phen khổ chiến, nằm mộng cũng nghĩ không ra, vậy mà đều là học sinh của cùng một người. Có cần khoa trương như vậy hay không? Vừa rồi hình như chúng ta còn xem thường hắn. Mất đi cơ hội lôi kéo tốt nhất, bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Tất cả mọi người cảm thấy nước mắt đảo quanh. Vừa rồi lúc Ngao Phong thần vương giới thiệu, mọi người còn cảm thấy xem thường, thậm chí cảm thấy đối phương có chút ngông cuồng tự. Đại, bây giờ mới biết, ngông cuồng cái gì a hát. Ngông cuồng là nhóm người mình có được hay không? Trước tiên không nói thực lực làm sao, chỉ nói có nhiều học sinh như bức như vậy, coi như bọn họ nghênh đón quy mô lại lớn, thậm chí tôn sùng là thủ lĩnh cũng không quá đáng. Đáng tiếc, thời gian trôi qua, bây giờ làm gì cũng vô dụng. Đứng lên đi. Không để ý tới mọi người khiếp sợ, Trương Huyền nhìn các học sinh, đều thành thần vương phong hào, tràn đầy vui mừng gật đầu. Những học sinh này, quả nhiên không chịu thua kém, cũng không uổng công mình nhọc nhằn khổ sở truyền thụ nhiều năm như vậy. Nghe nói có một vị cửu thiên phong vương hết sức lợi hại, lão sư có gặp được không? Lễ tiết xong xuôi, Trịnh Dương đứng dậy, trường thương trong tay phát ra thanh âm nghẹn ngào. Thế nào? Trương Huyền cau mày. Nghe đế quân một mực tôn sùng, trong lòng ta không phục, muốn gặp gỡ, ngược lại muốn xem là đệ tử lão sư bồi dưỡng mạnh, hay là gia hỏa kia lợi hại hơn một chút. Trịnh Dương hào khí ngất trời. Trương Huyền dở khóc dở cười, lắc đầu. Ngươi xác định? Xác định. Trịnh Dương gật đầu, rất nhiều đệ tử khác cũng từng cái kích động, chỉ. Có Triệu Nhã che chán, thật giống như không quen bọn hắn. Vậy thì tốt, các ngươi cùng lên đi. Trương Huyền chắp một tay sau lưng, đưa ngón trỏ ra. Ta dùng một ngón tay là đủ rồi. Chương 3909. Mạnh mẽ lá sen. Thấy lão sư muốn cùng bọn họ chiến đấu, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, sau đó nghĩ đến cái gì, da mặt co lại. Triệu Nhã che chán, dùng thanh âm rất yếu ớt nói. Lão sư chính là vị cửu thiên phong vương kia. Đám người Trịnh Dương đồng thời xấu hổ cười một tiếng, nhìn về phía lá sen cách đó không xa. Lão sư, đây là bảo vật gì, chúng ta hoàn toàn xem không hiểu. Sớm biết cửu thiên phong vương là lão sư, đánh chết cũng không chàng a hát. Từ danh sư đại lục đi tới, mỗi lần cảm thấy mình có thể khiêu chiến lão sư, đều bị đánh một trận tơi bời, hiện tại không cần nghĩ, thực có can đảm động thủ, nhất định sẽ bị đánh đông tây nam bắc cũng không tìm được. Trương Huyền khẽ mỉm cười nói. Trước mặc kệ lá sen, ta cho các ngươi động thủ. Học sinh không dám. Vẻ mặt Trịnh Dương đau khổ. Không cần khách khí, cùng lên đi. Trương Huyền mỉm cười. Thời điểm mấy sư đồ xa cách từ lâu gặp lại vui vẻ, lá sen kia run run, tiếng chấn động vang lên ầm ầm. Lá sen triệt để trưởng thành, toát ra hào quang sáng chói. Linh lực thô to, tinh thuần, từ phía trên không ngừng tràn ra, còn không tới phụ cận, chỉ ở xa xa hấp thu, liền để tất cả mọi người tinh thần sảng khoái. Mọi người nhìn lại lá sen,
chỉ thấy bên trên có hoa văn đặc thù vây quanh, cho người ta một loại cảm giác tĩnh mịch rộng lớn. Đây là bản đồ và tinh đồ của Cửu Thiên. Trong lòng Trương Huyền chấn động. Hắn gặp qua bản đồ và tinh đồ của Linh Nguyên Thiên, hết sức quen thuộc, U Hồn Thiên, Linh Lung Thiên cũng đi qua, rất nhiều núi sông địa lý từng tận mắt chứng kiến, hoa văn trên lá sen trước mắt, vậy mà ghi chú lại không kém chút nào. Không chỉ như vậy, còn ẩn chứa khí tức Cửu Thiên, đây rốt cuộc là thực vật gì? Trương Huyền tràn đầy kinh ngạc. Gặp qua không ít bảo vật, đế quân cũng hầu như đều gặp, nhưng ở trên một mảnh lá sen, tự nhiên sinh ra bản đồ Cửu Thiên, hơn nữa ẩn chứa khí tức Cửu Thiên, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không cần nghĩ, thật muốn luyện hóa thứ này, đối với hắn tuyệt đối có trợ giúp cực lớn. Thậm chí trực tiếp trùng kích đế quân cũng không tính khó khăn. Lên! Đang rung động, Lưu Diễm Thần Vương hét lớn một tiếng, vọt tới lá sen. Bọn họ biết, một khi đám người Triệu Nhã động thủ, bọn họ không có bất kỳ cơ hội gì, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, đồ vật cướp đi lại nói. Chỉ cần thành công, lập tức báo tin đế quân rời Thủy Triều Hải, cho dù đám người trước mắt thực lực mạnh hơn, cũng không dám từ trong tay đế quân cướp đoạt. Mấy vị phong vương đồng thời ra tay, hư không giống như ngưng kết ra từng tấm lưới đánh cá đặc thù, lực lượng hùng hồn, không gian bốn phía ngưng tụ, bao phủ lá sen trước mắt. Lão sư, thấy những người này lại dám nhanh chân đến trước, Triệu Nhã và Trịnh Dương nhíu mày. Bị lão sư đánh một trận, bọn họ cam tâm tình nguyện, nhưng bảo vật bị. Những người này cướp đi, tuyệt đối sẽ không tha thứ bản thân. Lá sen này không dễ dàng đạt được như vậy, trước quan sát đã. Trương Huyền ngăn các đệ tử lại. Mặc dù không nhận ra lá sen này đến cùng là loại bảo vật nào, nhưng hoa văn mặt ngoài ẩn chứa khí tức Cửu Thiên. Chỉ bằng vào điểm ấy, liền tuyệt đối không phải mấy phong hào phổ thông có thể chống lại. Quả nhiên giống như hắn đoán, mọi người mới đi tới trước mặt, lá sen nhẹ nhàng lay động, hư không tựa như bị chấn nát, trong thanh âm răng rắc, gợn sóng nhộn nhạo lên. Bành bành bành, mấy vị thần vương phong hào xông lên, đồng thời bị đánh trúng, ngực xuất hiện vết máu mắt thường có thể thấy được, từng cái miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, khuôn mặt trắng bệch. Thật mạnh! Đồng tử đám người Trịnh Dương co rút lại. Thực lực của bọn hắn đã vượt qua thần vương phong hào phổ thông, nhưng muốn trong nháy mắt đánh thương nhiều phong hào như vậy, là tuyệt đối không làm được. Nói cách khác, trong lá sen ẩn chứa lực lượng vượt xa bọn họ. Cùng lên đi! Triệu Nhã cũng ý thức được điểm ấy, nhìn về phía mọi người. Trương Huyền 11 vị thân truyền đồng thời hít sâu một hơi, đồng loạt vọt tới. 11 người này quả nhiên khác biệt thần vương phong hào trước đó, vừa ra tay liền sắp đặt thành trận pháp, lực lượng tùy ý tung hoành, đã có thể so với đế quân. Hư không không chịu nổi áp lực, rách nát thành vô số mảnh vỡ, không gian bão táp theo bốn phía lá sen khuấy động ra. Lá sen đối kháng công kích như vậy, không còn thuận buồm xuôi gió như trước đó, đột nhiên đón gió lớn lên, như màn trời bao quát chư. Thiên, bỗng nhiên cuốn một cái. Bao phủ mọi người ở bên trong. Nguy rồi. Đồng tử Trương Huyền co rút lại, vội vàng xông tới, trường kiếm trong tay chém xuống. Kiếm ý triền miên, mang theo quả quyết cùng bảo vệ, bỗng nhiên đánh rơi lá sen, ngay lúc sắp rơi vào trên lá sen to lớn lần nữa lay động, Trương Huyền nhất thời cảm thấy thân thể trống không, không gian. Trước mặt không ngừng biến hóa, sau một khắc, đã xuất hiện ở trên một lục địa to lớn. Lục địa bao la vô biên, không nhìn thấy cuối cùng. Ta trở lại thần giới. Trương Huyền sững sờ. Lục địa dưới chân hoàn toàn khác biệt Thủy Triều Hải, cho người ta một loại khí tức Cửu Thiên, tựa như lần nữa trở lại thần giới. Không đúng, là bị lá sen cuốn vào trong bản đồ Cửu Thiên. Rất nhanh, Trương Huyền liền phát hiện không đúng. Cửu Thiên chân chính mang theo khí tức mênh mông, câu thông lấy chư. Thiên vạn giới. Mà cái này, rõ ràng chỉ là phiên bản thu nhỏ, dù cho người cảm giác tương đồng, nhưng trên thực tế lại có chênh lệch cực lớn. Lão sư, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám người Triệu Nhã bay tới, trên người cũng không có tổn thương gì. Lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Lá sen này có chút cổ quái, lại có thể bao quát chư thiên, chúng ta đều bị bao phủ ở bên trong. Thực lực của bọn họ. Liên hợp cùng một chỗ,
đế quân phổ thông cũng có thể vượt qua, lại không làm gì được lá sen bao phủ. Đây rốt cuộc là dạng thần vật gì, lại nghịch thiên như vậy? Thiếu hụt ở đây. Dạo qua một vòng, phát hiện không có đường ra, Trương Huyền nhíu mày, bàn tay run lên, trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nhắm về phía mặt đất bổ tới. Bốn phía không đường ra, biện pháp duy nhất chính là mặt đất. Lực lượng lá sen lại mạnh mẽ, chưa hẳn có thể chống đỡ được công kích toàn lực của mình. Một kiếm dung hợp toàn bộ tinh khí thần, kiếm mang huy hoàng rơi xuống. Xoạt! Mặt đất xuất hiện vết rách to lớn, một cỗ linh khí mạnh mẽ tràn đến, đám người Trương Huyền dọc theo khe hở nhảy vào, sau một khắc liền thấy Lạc Thất Thất đang gấp gáp. Các ngươi không có sao chứ? Lạc Thất Thất vội vàng hỏi. Trương Huyền lắc đầu, hỏi lên nghi ngờ trong lòng. Đây rốt cuộc là thần vật gì? Ta cũng không biết, nghe những thần vương phong hào bị thương kia nói, thật giống như tên là Cửu Thiên Liên Diệp. Lạc Thất Thất nói. Vừa rồi nàng ở bên ngoài, nghe được đám người Lưu Diễm thần vương thảo luận. Cửu Thiên Liên Diệp. Trương Huyền sững sờ, một cái tên quen thuộc đột nhiên từ trong đầu chui ra. Cửu Thiên Liên Thai. Chương 3910. Cửu Thiên Hỗn Độn Kim Liên. Cửu Thiên Liên Diệp, Trương Huyền chưa từng nghe qua, nhưng Cửu Thiên Liên Thai lại quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đúng là thần vật hắn dùng để luyện chế phân thân. Phân thân chính là bởi vì có thứ này làm cơ sở, mới bất tử bất diệt, sức chiến đấu vượt qua tưởng tượng, cùng cấp bậc cho dù mình tu luyện công pháp thiên đạo cũng không thể vượt qua, cũng chỉ có lĩnh ngộ. Thiên Nhược Hữu Tình mới hơn hẳn một bậc. Cửu Thiên Liên Thai, Cửu Thiên Liên Diệp. Sẽ không phải là cùng một loại chứ? Trong lòng hơi động, phân thân xuất hiện ở phía trước. Lúc này phân thân đã đạt đến thần vương đỉnh phong, hồn lực tùy ý lan ra, so với hắn hiện tại cũng không yếu hơn quá nhiều. Ngươi xem lá sen này một chút. Trương Huyền chỉ tay. Phân thân ngẩng đầu nhìn, con mắt lập tức sáng lên. Ta không biết là thứ gì, có điều thân thể thật giống như có thu hút to lớn. Lời còn chưa dứt. Đã lao về phía lá sen. Lá sen dường như cũng cảm ứng được cái gì, không có làm ra phản kháng, dáng người to lớn vụt nhỏ lại. Nhẹ nhàng lao qua, phân thân rơi vào trên lá sen, sau đó biến thành một đóa liên thai nụ hoa chớm nở, bất cứ lúc nào cũng sẽ nở rộ. Lông mày Trương Huyền nhảy dựng. Chính là hình dáng Cửu Thiên Liên Thai trước đó luyện hóa phân thân. Xì xì xì. Lực lượng trong lá sen không ngừng tẩm bổ đài sen. Hoa trắng tinh trở. Nên óng ánh long lanh, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nở rộ. Thời gian không dài, năng lượng ba động kịch liệt, khuấy động mà ra, một đóa hoa sen chín màu nở rộ, tỏa ra dị hương để cho người ta trầm mê. Lại là Cửu Thiên Hỗn Độn Kim Liên. Con mắt Lưu Diễm thần vương trợn tròn, tràn đầy khó tin. Ngươi biết thứ này. Trương Huyền nhìn qua. Truyền thuyết khi Cửu Thiên khai thiên tích địa. Từ hỗn độn chi khí đản sinh ra một gốc hỗn độn kim liên, chấn áp ngũ hành cùng tứ cực, chỉ bất quá còn không có trưởng thành liền biến mất không tăm tích, lúc này thiên địa mới xuất hiện hỗn loạn, có bốn đại thần thú biến thành đế. Quân chấn thủ tứ phương, sinh ra bốn đại đế quân Đông Nam Tây Bắc. Lưu Diễm thần vương là thần vương rất cổ xưa, biết đến sự tình tương đối nhiều. Vốn cho rằng thứ này đã sớm phai mờ ở trong lịch sử thần giới, không nghĩ tới xuất hiện ở đây. Hơn nữa, quay đầu nhìn qua, trong mắt tràn đầy kính sợ. Cửu Thiên Hỗn Độn Kim Liên, là bảo vật đế quân cũng khó mà luyện hóa, vị trước mắt này, vậy mà luyện chế hắn thành phân thân. Có cần khoa trương như vậy hay không? Sớm biết là ngươi luyện hóa, lại có nhiều học sinh ngưu bức như vậy, đánh chết chúng ta cũng không đến cướp a hát. Quá hố người. Xì xì xì. Cảm nhận được phân thân và lá sen kết hợp, trở nên càng ngày càng mạnh. Dường như vượt qua thần vương phong hào, Trương Huyền thở. Phào nhẹ nhõm. Xem ra cơ duyên của phân thân lớn hơn mình rất nhiều. Làm không cẩn thận lại đột phá đế quân cảnh nhanh hơn mình, thành tựu vô lượng kim thân, chân chính bất tử bất diệt. Trước đó vẫn kỳ lạ, phân thân Cửu Thiên Liên Thai, đến cùng là bảo vật cấp bậc gì, có thể làm cho mình tu luyện công pháp thiên đạo cùng cấp bậc cũng không cách nào chiến thắng, hiện tại mới hiểu được đáng sợ. Ta sớm nên nghĩ tới. Trương Huyền cười khổ. Cửu Thiên Liên Thai, ẩn chứa tục danh Cửu Thiên,
tình huống bình thường đi tới thần giới nên rõ ràng, chỉ là làm sao cũng không nghĩ đến, sẽ nghịch thiên như vậy. Có hoa sen này làm chỗ dựa, lại thêm nở rộ hoàn mỹ, cửu thiên hỗn độn kim liên không có gì bất ngờ xảy ra, có thể thành công đột phá đế. Quân, bất quá khả năng cần thời gian nhất định. Nhìn kỹ lại, thấy kim liên càng ngày càng sáng chói, cảm nhận được phân thân đã triệt để luyện hóa lá sen, khi hai cỗ lực lượng dung hợp. Nguyên vẹn, chính là thời điểm phân thân đột phá đế quân, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, tràn đầy an ủi. Còn tưởng phân thân không có hy vọng trở thành đế quân, không nghĩ. Tới có cơ duyên này. Cửu thiên liên thai, thời điểm ở danh sư đại lục phát hiện, tưởng là cửu tâm liên, màu sắc mờ nhạt, vẫn cho là không có cơ hội trưởng thành, dùng thiên đạo chân khí tẩm bổ mới thuế biến màu sắc, bây giờ. Suy nghĩ một chút, thật giống như liên quan đến loại khí tức đặc thù kia. Nhớ lại cảnh tượng lần thứ nhất nhìn thấy cửu thiên liên thai, trong lòng Trương Huyền hơi động. Lúc đó hồn phách của Mặc Hồn Sinh ký sinh ở phía trên, mới sống vài vạn năm không có tiêu tán. Bản thân vẫn luôn cho rằng là thiên đạo chân khí thúc dục, hiện tại xem ra trong đó vô cùng có khả năng ẩn chứa lực lượng đặc thù trước đó áp chế tu vi của Phượng Cửu Ca. Thiên đạo chân khí tới trung hòa, mới để nó khôi phục màu sắc vốn có. Còn đồ vật cường đại như thế, vì sao có thể luyện chế thành phân thân, suy nghĩ một chút liền hiểu được. Lực lượng đặc thù kia có thể hóa giải tu vi, cửu thiên liên thai bị ô nhiễm, năng lượng ẩn chứa đều bị loại bỏ sạch sẽ, lúc này mới để mình nhẹ nhõm luyện hóa. Cửu thiên liên thai, bất tử đế tôn, đều cùng ta có cùng xuất hiện, thậm chí không thể chia cắt, chẳng lẽ thật sự có người yên lặng bố cục. Trong lòng hơi động, một ý nghĩ xông ra. Tất cả đều quá trùng hợp. Nếu như là bảo vật bình thường, hắn đạt được liền thu, chỉ có thể nói vận khí tốt. Nhưng bảo bối như cửu thiên hỗn độn kim liên, đế quân cũng không chiếm được, lại bị mình trong lúc vô tình luyện hóa thành phân thân. Cường giả siêu cấp như bất tử đế quân, bị bản thân thu làm thú sủng. Thậm chí tự tại thiên chi chủ cường đại nhất cửu thiên là linh tê đại đế, cũng thành bạn gái của mình. Bất luận từ chỗ nào, đều để người cảm thấy không đúng. Thật giống như trừ khổng sư, còn có một bàn tay vô hình, từng bước một thúc đẩy bản thân không ngừng trưởng thành. Cho đến hiện tại, Trương Huyền lắc đầu, trước sau nghĩ không ra, vì vậy không nghĩ. Nhiều nữa, quay đầu nhìn về phía các đệ tử. Hơn một tháng không gặp, bọn họ đều phát triển đến thần vương phong hào, quả thực là trước đó bản thân không nghĩ tới. Lão sư, đây là bảo vật lần này chúng ta ở trong Thủy Triều Hải lấy được, có lẽ có ích với ngươi. Triệu Nhã đi tới trước mặt, đưa tới một chữ vật giới chỉ. Trương Huyền cúi đầu nhìn sang, nhìn không được gật đầu. Rất tốt, những đệ tử này thu hoạch, so với hắn còn lớn hơn, nhìn một cái, liền có hơn 10 bảo vật tương đương địa tạng linh dịch, thậm chí còn vượt xa. Càng khó được là, bọn họ siêu tập nhiều bảo vật như vậy, toàn bộ hiến tặng cho mình, phần tâm này, để hắn tràn đầy vui mừng. Xem ra không cần tiếp tục tìm kiếm bảo vật, dựa vào những thứ này, liền có thể xung kích đế quân. Trương Huyền khẽ mỉm cười. Những bảo vật này tích tụ chung một chỗ, đủ để mình xung kích đế. Quân cảnh. Không đúng, ngọ dạ hoa và tịch tính thiết không phải là các ngươi lấy đi. Trương Huyền nhíu mày. Trong chữ vật giới chỉ Triệu Nhã đưa cho, không có ngọ dạ hoa và tịch tính thiết. Chẳng lẽ trừ mấy đệ tử của mình, còn có người có thể lấy đi những bảo vật kia? Ngọ dạ hoa, tịch tính thiết. Đám người Triệu Nhã đồng thời gật đầu. Chưa từng nghe qua cái tên này. Chẳng lẽ trừ bọn ngươi ra, còn có cao thủ lợi hại khác? Trương Huyền nhíu mày. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 182.